Bạn nhầm nhầm nè. Đây nay mình ghé thăm bãi chú Tấn Cầu Dĩ. Xe này là lô đăng ký nè anh em. Lô đăng ký nè. Xe đẹp đẹp không các bạn. Đăng ký 3 xe rút này 4-5 triệu xe này. Xe đẹp mới về, có chìa khóa rồi luôn nè. Đó. À lắc đồ nữa nè các bạn. Này, mới về nó có chữ DK nữa bạn. Giá rai. Mấy xe này anh em về rửa ra cũng đẹp lắm. Về xúc bình xăng con đồ này kia ha. Rồi chờ giấy tờ mình đi đăng ký thôi. À lắc đây có đời 2014 nữa nè anh em. Phải không ta? Đời này 2012, 2013 thì đúng không? Bị cầu nè. Ồ, đời này xe đăng ký luôn các bạn. Cái loại này nó đẹp. Loại này xài cho gia đình nó ok nè anh em. Loại này xài cho gia đình là hợp lý luôn. Nhà có con nhỏ rồi có cốp đồ để đồ rồi được ha. Còn này là loại lắc đầu bò, này là trước, cái này là trước của thằng này nha nè, thằng này sau, thằng này trước nè. Còn thằng này là đời đầu là khác nữa nha anh em, đầu 110 ha. Này 125, này cũng hình như 125. Đó. Anh em xuống ngay chùa Vĩnh Tràng anh em hỏi bãi chú Tấn Cầu Dĩ là người ta chỉ các bạn. Cho nó dễ ha, đi đây vậy cho nó dễ. Chứ giờ em chỉ cái địa chỉ cụ thể thì anh em kiếm cả ngày cũng không ra. Thôi thì mình cứ xuống cái địa điểm nào nó nổi tiếng, mình xuống ngay đó mình hỏi cái là người ta chỉ liền. Còn nô nè anh em, nô này nô 4 mà cũng đăng ký nè. Cái xe nô này giờ 2 triệu mấy 3 triệu là có rồi anh em. Xe đăng ký rẻ rề các bạn ơi. Nô này nô 4 này nô 5 hay gì nè. Nô 5 hay gì nè. Nó cũng đăng ký luôn nha anh em. Nô 4 đăng ký quá trời luôn nè. 1 2 3 4. Xe này giờ rẻ rề, rẻ thui. Mấy Sirius đó đăng ký mới ngon anh em. Sirius đó Sirius Sunker hay FE ta. Hôm nay nhiều anh em kêu em kiếm cái mâm đĩa mà kêu kiếm mà anh em nhiều cái mệt không muốn nói. Kêu kiếm mà hối kiếm đồ dữ dằn lắm. Mà kiếm có xong rồi báo rồi cái anh em im ru. Đây là con phế liệu anh em. Này là phu chờ 125 phu chờ LED. Phế liệu, xe đẹp về mà phế liệu quá. A còng chim nữa bạn. A còng chim. A lắc nè, A lắc này đăng ký quá trời luôn nè anh em. A lắc đăng ký nè. A lắc đăng ký nè, 5-6 triệu con xe các bạn. Đó, này. Ồ, ốc tán gì quá trời. Là nhìn nô 5 nè anh em. Hôm anh em kêu em mua cái gì của xe nô 5 này em quên. Nô 5 này bình, ủa này là khung xăng điện tử nè. Hôm anh em kêu em mua cái gì của nô 5. Rồi giờ không nhớ luôn. Rồi có người kêu em mua bình xăng sát nữa nè. Bình xăng con sát. Có thui. Rồi bình con, bình xăng con sát bán rồi. Đây nè. Rồi lưu viát nữa nè. Anh em nếu mà ở gần thì anh em chạy lại coi, xa quá thì coi qua mạng thì có dịp nào đi thì mình ghé mình coi. S110 nữa nè. Em đang đi kiếm cái gấp S110 để trả đơn cho khách nè. Lại kia thấy có một chiếc. Xe này mới về, toàn bộ mới về không bạn. Đẹp đẹp không. Xe phải nói đúng là xe đẹp không. Ngon ngon không à. Nói chung là liền đồ nhìn được, được mất. Vì mình khỏi dọn, khỏi tốn tiền quá nhiều để mua đồ. Dù áo bọng rồi nó còn nguyên zin thì về cứ vậy rửa ráy quất thôi. Xe này có giấy nè anh em. Xe này bực hỏng thanh lý của bên biên phòng, bộ đội biên phòng. Xe này là xe Yamaha Gladito. Gladito gì đó. Em học đọc anh văn dở lắm mà. Xe nó tên lạ lạ quá không biết. LC. Này chắc dán cái tem LC thôi. Nhưng mà được cái đồng hồ LCD nữa nè. Cái đồng hồ đẹp quá trời. Đồng hồ này không biết đồng hồ lỗi gì nhưng mà đẹp quá. Đồng hồ này gắn như zin luôn nè. Không có chế mũ lại. Full LED 125. Xe phế liệu. BL nữa nè, nhìn thấy chữ BL. Cặp phục zin nè. Nhưng mà giờ nằm trong xe này để sao gỡ.
gỡ ra gỡ dàn áo cực lắm. Ví dụ như xe Trung Quốc thì mình còn mua được, chứ xe này thua. Ôi gấp, gấp đẹp quá trời. Nhiều đồ hết nè, Charlie có giấy nè nè. Charlie giấy hình như 5-6 triệu con gì nè, 6-7 triệu gì nè. Charlie này có giấy 1 chiếc, 2 chiếc nè, được một chiếc 84 nữa nè nè. Chiếc này còn gì quá luôn. Nó khóa cái yên lại luôn, giữ không. Còn này là Jupiter. Jupiter này thắng đầm. Đạp nhẹ te luôn ta. Mấy Jupiter này ngon ạ. Này Jupiter nữa nè, bán rồi nữa. Bán rồi mà người ta chưa lấy nè các bạn. Ta gửi đây á. Rồi, mấy con này. Alac này, Alac phế liệu nè. Rã ra bán hết trơn. Sirius. Nói chung mấy con Sirius này đây cũng rẻ các bạn. Sirius FI với Sirius Sunker rồi, mấy loại này nó rẻ. Về anh em có thể đi chợ đi cài được cũng ok, cũng rẻ hơn, rẻ tiền. Chiếc bánh mâm đẹp quá ta. Đó, này nô nè, nô 4, nô 5, nô 6 gì quá trời đây luôn các bạn. Rồi ok, anh em nào cần quay tím, tím rịm tìm rim luôn, tím rịm tìm sim luôn. Đây bạn, nhiều ác luôn à. Chúc mình có hỏi coi cái gấp đó nhiều. À lắc này. Rồi đồ đây nha bạn, rất là nhiều luôn. Đồ đây nhiều lắm anh em ơi, siêu nhiều luôn. Rồi ok, anh em nào có cần cái gì thì cứ ghé đây ha, ghé đây mình xem mình mua ủng hộ, hoặc là bạn đi coi cũng được, đi tham quan cũng được. Vỏ ruột này đủ mọi xích sở luôn em, 30-40 ngàn cũng có. Cái vỏ này sao nhỏ dữ cái trời. Vỏ nó xe đạp điện hay gì đây, nó xe độ. Vỏ 30-40, 40-50 cũng có. Rồi mấy cái vỏ xe rùa cũng có. Đây nè, mấy Attila để về làm xe rùa cũng có. Như mấy cái vỏ trước, bánh trước này nè anh em, bạn về làm xe rùa cũng được ha. Nè, nguyên bánh này nè. Cái này là bánh trước của tay ga, làm xe rùa ok. Còn bánh sau thì không có làm được nha anh em. Áo đây, áo nô 6 rồi đó, quay cho anh em xem để mình lên lầu ấy. Kiếm đường lên lầu mình quay cho anh em xem, lên cái gác nhỏ nhỏ đó kìa. Lên trên đó có áo này kia tùm lum hết á. Rồi sườn nữa. Này xe mới về nè, xe mới về. Yeah. Rồi lên đây nè. Oh, áo quay thái 110 nữa bạn, mặt nạ trước nè. Oh, còn đẹp quá ta, thái 110. Cái này của gì đây, có mấy chiếc xe mình không biết tên luôn. Trên đây còn mâm nữa nè anh em. Này là nguyên cái sườn quen pha nhỏ nè, sườn lốc quen pha nhỏ. Rồi đây, mầm
mầm đủ loại hết. Rồi thôi ok, đi xuống. Ở trên này nóng quá, ở trên này gần to nóng bà cứu nội luôn nè. Áo này bình thiên luôn nè, nè đây quay xuống cho anh em xem nè. Rồi ok, rồi thôi các bạn nào có cần gì thì cứ ghé ha, ghé xem mình mua được mua không mua được, đi tham quan chơi cũng được ha anh em. Rồi em cảm ơn nhiều nha.